Nằm ở cửa hai con sông lớn là Lòng Tàu và Sòi Rạp, Cần Giờ giống như chiếc túi đựng rác của hai con sông này đổ ra, cộng với lượng du khách tăng đã ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường của khu dự trữ sinh quyển đã được UNESCO công nhận. Chính quyền địa phương đang vận động thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông để hạn chế nguồn rác này ra môi trường, ông Chánh cho biết. Bản nó cấm tuyệt đối là không xài bịch ni lông nữa. Có khoác mấy cái bên cái lo đó. Xuống đò đó, nó khoét, không cho xài bịch lông nữa. Để giảm thiểu nạn xả rác thải nhựa, chính quyền đã kêu gọi người dân hạn chế dùng túi nhựa đi chợ. Bà Ến nói. Như gia đình phải đại diện một người ở đẳng hợp xong cho mình cái vỏ sách rồi, nhưng là cái dạng như mình đi chợ mình xách cái túi nó mình đi. Các loại hộp nhựa đựng thực phẩm này phần lớn là do khách du lịch sử dụng xong đã tiện tay vứt bừa xuống, để rồi cùng với những đống xà bần đã khiến bãi biển Cần Giờ nhiều đoạn nhếch nhác. Theo cư dân địa phương, hình ảnh đó thực ra cũng đỡ nhiều vì bắt đầu từ bỏ thói quen dùng túi ni lông để đi chợ. Không, nếu được, ít lợi. Ví dụ giờ mình đi chợ, hồi xưa là chưa có cái những giỏ sách đó. Mình đi lên chợ, mình mua từ món. Một món mặn thì nó được cái túi ương, nó được cái bịch ni lông. Một miếng ẩu thì có bịch ni lông. Mọi cái gì cũng có bịch ni lông hết. Ví dụ giờ mình đi chợ, mình có cái giỏ đó, người ta cho mình. Thì mình xách mình lên chợ, mình bỏ về đó cái chợ thì cái ni lông nó lụi, không có còn nhiều nữa. Phần bịch của mình thì nó liền tùm lum này kia nọ, còn cái đó thì nó thoải mái lắm, đựng đồ nhiều nữa. Bịch lông thì em mua bịch này, lát mua bịch này thách đấu nhiều, đâu bằng cái túi vải đâu, tốt hơn cái bịch lông nhiều, tại vì bịch lông nó chỉ thải xuống thì nó cục, nó ngồi chuồng nó dơ, còn này thì đem về nhà thì nó xử lý được. Cho đến nay, việc hạn chế dùng túi ni lông khi đi chợ ở Cần Giờ mới thực hiện mang tính thí điểm ở xã đảo Thạnh An. Trong lúc đó thì các loại rác thải nhựa, chai thủy tinh và cả túi ni lông từ người dân các xã khác cùng với khách du lịch đến đây tiếp tục thải ra, tạo gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên Cần Giờ.